Ronaldo được bố già Rennick khen đã hết lười. Siêu sao người bồ không ghi bàn ở mùa 1 không Crystal Palace, nhưng nhận sự khen ngợi đặc biệt từ Rap Renit bởi sự thay đổi cực kỳ ấn tượng. Mùa thắng 1 Crystal Palace vòng 15 Premier League với pha lập công của Fred ở trận ra mắt của huấn luyện viên Rap Renit. Tuy chỉ giành 3 điểm nhờ tỷ số tối thiểu, nhưng ngoài đánh dấu khởi đầu thuận lợi của nhà cầm quân người Đức ở Old Frankfurt, còn là kết thúc nỗi ám ảnh thua liện xiển trên sân nhà trước đó của Mu. Sau trận, huấn luyện viên rennick dành những lời khen ngợi đặc biệt cho cristiano ronaldo người bị đặt dấu hỏi liệu có phù hợp nội với triết lý jorgen pressing của bố già bóng đá đức đó là bởi ronaldo dù ghi bàn liên tục cho mu nhưng anh nằm ở cuối danh sách những tiền đạo lừa chạy ít chịu gây sức ép nhất cho đối thủ tại premier league mùa này trong khi đó phong cách của rennick gây sức ép mạnh mẽ lên đối thủ tăng tốc khi có bóng tại trận đấu tối qua trước crystal palace ronaldo đã cho thấy anh sẵn sàng thay đổi miễn là mu chiến thắng Tay săn bàn sắp chạm ngưỡng 37 tuổi di chuyển liên tục, chạy nhiều hơn, tạo sức ép cũng như để tâm tham gia phòng ngự cùng đồng đội. Janice chia sẻ sau trận, chúng tôi muốn chơi với hai tiền đạo, đặc biệt là ở vị trí trung tâm. Cristiano Ronaldo cho thấy làm việc tích cực với bóng. Cậu ấy đã nỗ lực trong suốt trận, luôn di chuyển tấn công và hỗ trợ phòng ngự. Ông nói thêm về trận đấu, tôi rất hài lòng với cách mà toàn đội thể hiện, đặc biệt là trong nửa giờ đầu tiên, với lối chơi dồn ép, điều đó thật đặc biệt. Điều duy nhất còn thiếu là tỷ số 1 không hoặc 2 gạch ngang không. Cách mua phòng ngự, kiểm soát toàn bộ trận đấu và giữ sạch lưới là phần quan trọng nhất. Đây là những điều chúng tôi phải cải thiện.